Em chào cả nhà nha. Mấy ngày nay em bận không có ra video đều đều cho cả nhà xem á, là do em mất trồng bắp á. Qua cái mùa bông Tết rồi em dọn cỏ với em tỉa bắp trắng. Bên kia thì em có trồng một đám bắp đỏ để cho gà, cho bò, cho dê. Còn bên đây thì em trồng cái chỗ mấy cái ruộng bông hôm trước em quay cho cả nhà xem, em trồng bông hết luôn đó. Nay em dọn sạch cỏ để em trồng bắp trắng, cho nên không có thời gian để đi quay video cho cả nhà xem. Nên tranh thủ được thời gian để đi câu cá. Chứ mấy anh chị lâu lâu rủ đi câu cá ở xa sông lớn. Mấy ngày nay lâu lâu em đi sông lớn một bữa để đi câu cá, nhưng mà câu cũng không có được dính cá nhiều nữa. Tại mình mới đi câu chưa có quen á, không có quen mồi cá ăn, với mà địa điểm câu chỗ nào có cá nhiều em cũng không có quen, không có gần. Chứ ở đây như lúc này á thì em thấy ở địa phương em ở bắp lúc này cũng có giá nữa, bắp trắng. Nên là năm nay trồng xong cái vụ bông rồi em tranh thủ trồng thử một năm bắp trắng. Có khi thì mình đem ra mình bán lẻ bán ký, còn không thì nếu không kịp bán không kịp thì mình sẽ bán đám, thì nó cũng có được chi phí đầu ra đầu vô cũng đỡ. Tại vì lúc này làm video không có thời gian với mà cũng mất lượt tương tác nhiều quá cả nhà, cho nên là cũng không có được nhiều tiền của YouTube đâu. Em cũng rất là mong cả nhà luôn luôn ủng hộ, xem video, đăng ký, like và chia sẻ để em có động lực tiếp tục cái con đường làm video của mình. Nhưng mà em cũng biết là phải thay đổi, giống như là mình phải thay đổi những cái gì mới lạ để cho người xem không có bị nhàm chán á. Chứ một cảnh mà mình quay tới quay lui thì người xem cũng nhàm chán á, người ta cũng không có giữ được chân khán giả, thì video của mình nó sẽ không có chất lượng. Ở chỗ em lúc này thời tiết cũng lạnh lắm luôn á cả nhà, nên đi xuống nước bắt cá bắt ốc thì cũng ngại lắm. Chứ sông suối lúc này nước nó cũng cạn nữa, thời tiết lạnh như vậy nước nó mau rút, nó mau khô lắm. Còn cái này bắp của em tỉa này nó tốt quá chừng luôn nè. Tại vì mình đất này đất trồng bông có nhiều phân thuốc á, nên giờ trồng bắp xuống cái lượng dinh dưỡng của nó còn á, nên nó tốt quá chừng luôn. Em tranh thủ em làm cỏ cho nó đừng có chụp lên bắp. Cái này mình xịt thuốc cũng được, mình xịt thì sao ảnh hưởng tới bắp nó phát triển chậm. Nhưng nhiều khi nó dính vô á nó cũng bị chết dại nữa. Thì thật ra cả nhà đi ra làm chút xa xa chút tỉnh thì em thấy có mấy cái trái đào mà nó chín á, hái thấy nó chín đỏ gì dạng gì nè. Cái này mình hái vô mình nấu canh chua với cá khô với hoặc là cá lóc á, cũng ngon lắm luôn. Trái đào này nè, ở quê thì mình coi trái đào có chỗ thì gọi là trái điều, điều lộn ngọt, thào lộn ngọt á, thì em rất là thích ăn cái trái này, ăn nó ngọt với nấu canh chua hay là nấu khô với khô ngon lắm. Giờ thấy ngon quá thử nó ngọt.
hái trái trứng cây ăn ngọt lắm luôn á. Ở đây thời tiết á, thì chỗ con mọi người thì em không biết, nhưng mà ở chỗ quê em á, thì buổi sáng rất là lạnh luôn, trưa thì nóng gắt, nhưng mà về đêm với buổi sáng thì lạnh giống y như là gần Tết Noel. Ăn Tết xong rồi mình cứ tưởng giống như là chuẩn bị Tết Noel tiếp vậy. Sáng giờ đi ra làm cỏ sơ sơ chứ chưa có ăn gì hết, giờ hái thử trái đào ăn không biết có bị đau bà tử không, nhưng mà em thấy nó ngọt chắc không sao đâu. Tại vì nếu chắc chua mới nó mới cào ruột thôi. Với mùa này á, nước ở dưới ao với kênh rạch này kia nó cũng cạn nhiều quá cả nhà. Tùy theo những cái địa phương chỗ của từng người, chỗ của em thì nước cạn nhanh hơn, còn của những anh chị khác á, thì nước sông với nước mương ao của người ta còn nước còn rộng còn sâu lắm. Còn như chỗ của em thì nước cạn hết, ruộng cũng không có nước nhiều nữa. Lúa hôm bữa em quay cho cả nhà xem ở ngoài cánh đồng lúa đó, nay là lúa trổ vàng vàng rồi đó, gần gần cắt được luôn, nhưng mà nước chưng không có bao nhiêu hết trơn á. Em mời cả nhà ăn trái đào với em nè, ngọt hết trơn luôn. Với một phần á, em chưa có biết lội, tại vì cũng ở vùng sông nước, nhưng mà thật sự là bơi lội thì em thật sự là không biết bơi, không biết lội luôn. Út cũng không có biết bơi lội nữa, nên chắc khoảng thời gian vài hôm nữa chắc em ngủ Út phải đi tập bơi, hai chị em phải đi tập bơi. Nhớ nhiều khi á, em đi ao hồ sông suối để bắt cá hay là để câu cá á, những cái sông lớn á, thì không biết bơi lội thì rất là nguy hiểm. Nên là em sẽ tranh thủ cuối tuần em sẽ đi vào những cái hồ bơi gần nhà để tập bơi lội, rồi lúc đó mình sẽ đi xa hay là đi câu cá bắt cá để yên tâm hơn. Chứ giờ đi ra sông ra suối lớn mà nước chảy cuồn cuộn, nước sâu mà mình không có biết lội thì rất là nguy hiểm, nó không có được an toàn lắm, nên em không có dám đi là vậy á, chỉ có đi vòng vòng ruộng nhà ao nhà thôi. Cái phần hôm nay em cũng muốn làm một cái video để tâm sự với cả nhà, các cô chú, anh chị. Tại vì những cái thời gian qua em làm những cái video nó hơi ngắn, và do không có thời gian á, nên nói chung là công việc qua Tết rồi nó cũng có những cái nó bận rộn, chứ nó chưa có đi vào ổn định đó cả nhà. Cho nên là tranh thủ ra video nhưng mà không có được đều giống như lúc trước. Bông vạn thọ Tết của em trồng á, tới ngày hôm nay mà vẫn còn nè. Cả nhà thấy bông có đẹp không? Rằm tháng giêng thì em cũng đã bán hết. Cái này á, là còn lại những cái mà cù cặn, nó trổ sau cùng á, mà tới hôm nay bông vẫn là rất là đẹp luôn nè, nhìn rất là dễ thương luôn. Với cái đất này nó rất là tốt luôn á cả nhà. Tại vì ở trên gãy á, người ta tưới xong rồi cái nước với phần là bông Tết em trồng bỏ bón nhiều phân, với đất phân ở dưới đất này tốt lắm, nên rau muống rất là nhiều luôn. Rau muống đọt nó cũng lên phún phún non. Hôm giờ em trồng bắp trắng mà em chưa dám xịt thuốc, tại nhà có nhiều dê bò nên chừa cái rau muống non lại á, để dành cắt cho dê bò nó ăn. Mình xịt thuốc á, thì nó sẽ chết đồng loạt, nhưng mà rất là tiếc, đi cắt cỏ cho dê cho bò cũng cực lắm, cho nên là sẵn có rau muống mình chừa lại cứ làm lay gai lắc nhắc vậy đó. Khi nào mà trồng tới đâu á thì mình làm cỏ tới đó, chịu cực chút xíu nhưng mà còn được cái giống như rau muống nè. Rau muống này là rau muống đọt nó non non không ạ, mình lặt nó xong cái đem vô xào tỏi, luộc xào tỏi cũng rất là ngon luôn á. Hồi xưa lúc mà chưa dịch á, hồi xưa lúc mà chưa có dịch á cả nhà,
thì lúc trước em vẫn có ở Sài Gòn á, em ở Sài Gòn để em đi làm, thì rau muống mà người ta xào tỏi nè, một dĩa có chút xíu à, một dĩa khoảng một nhúm vậy thôi là 50.000 đó. Nhưng mà bây giờ đi về quê á, tất cả những cái loại mà rau củ quả cá mắm này kia cái gì mình cũng sẵn có nên rất là tiện. Tại vì hồi xưa khi mà em chưa làm YouTube á, với mà chưa có bị dịch Covid á, thì em sống ở Sài Gòn, quê thì quê miền Tây nhưng mà đi làm ở Sài Gòn, dịch quá cho nên là em mới đi về quê phụ mẹ vào những công việc lặt vặt ở nhà, trồng trọt với mà chăn nuôi thôi. Còn hai vợ chồng anh hai thì ở riêng, như mà anh hai thì hướng dẫn cho em với hợp tác với em để làm YouTube, hai anh em coi như là hùng với nhau vậy đó để làm YouTube. Cho nên cái người quay video cho em là anh hai của em, với em còn một bé em của em, nó là bé Út á, thì nó vẫn còn đi học, nó còn nhỏ xíu xíu à, nên là cũng không có thường xuyên quay video chung với em được, bởi nó bận đi học, ngày nó học tới 2 buổi rồi. Rồi lâu lâu ngày nào nó nghỉ á, thì em sẽ rủ bé Út đi quay video chung với em. Còn bây giờ ai cũng đi làm hết trơn rồi, tự một mình tự quay tự xử luôn. Còn Tết á, thì năm nào cũng vào mùa bông đó là em sẽ trồng bông Tết, cứ mỗi năm là đều trồng bông Tết hết. Nhưng mà năm nay do số lượng nhiều quá với thời tiết cho nên bông nó không có được như mình mong muốn, cho nên là em ôm xô cũng hơi nhiều. Nhưng mà không sao, nhờ ôm xô vậy cho nên là mọi người ai cũng biết cái khu vực của em nên cũng biết được là hàng năm là em có một cái số lượng bông lớn vậy đó. Thì hy vọng mà năm sau người ta biết tới để người ta tới coi bông để mà ủng hộ hoa của em. Nó nói chung là hoa nó không kịp thời giờ buổi thôi, nhưng mà hoa rất là chất lượng luôn á cả nhà. Khi mà em đem bông qua bán rằm tháng giêng á thì bán rất là chạy, bông của em được người ta chuộng, tại vì hoa của nó đẹp, nó nở, nó, khi mà nó kịp á thì nó rất là đạt. Tới ngày hôm nay cả nhà nhìn thấy không, bông cũng còn rất là đẹp luôn nè đó. Thôi thì em xin kết thúc video tại đây nha, để em đi vô làm cơm buổi sáng. Sáng giờ ra làm cỏ lắc nhắc chút đỉnh thôi, tâm sự với cả nhà với em chưa nấu cơm nữa. Thôi em chào cả nhà luôn nha, bye bye. Cả nhà nhớ like video, xem video và ủng hộ em nha cả nhà, để em có thêm động lực nha.